Rồi, từ từ cái này qua đấy nhá. Qua rồi. Cái này qua đấy nhá mọi người nhá. Qua mà nhá. Đang sẽ đang xin điện nó đến cho Nhật Lệ kiểm tra kho đó, có còn không? Chứ lỡ may cứ lên rồi không có thì ship đơn cho mọi người để chết. Lên mua xì đi anh. Rồi rồi ok. Đây 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 đây. Loại 1 đây, loại 1 bánh này. Loại 1 đây. Ok. Loại 1 đây nha mọi người, như này loại 1 này. Là loại này là loại to nhá mọi người. Loại to nhất nha. Loại bánh loại to nhất. To nhất. Đấy. Ô, sao bạn hai bánh ngon này. Hai bánh ngon này. Bánh này ngon. Bánh trắng ngon. Thích bánh to hả anh? Rồi, đây 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 bánh đây. Bánh loại 1 đây. À, thêm 500 hả? Lên bánh một hộp đi anh. Thêm được 500 anh ơi. Có 500 nữa thôi. Lên đi, lên đi Đức Anh ơi. 500. Set này có 500 này. 500 set nữa. Đúng 500 set nữa thôi. Mọi người vào đi. 500 set nữa. Gim đi, gim Đức Anh ơi. Gim cái set này đi. Gim... Bảnh lẻ. Bảnh lẻ hả? Lên 500. Đi anh. Đây, qua từ từ. Lên 500 set này nữa nhá. Ngon lắm, thế luôn. Môi. Đây. Bánh 500 set. Đấy. Ghim đây, ghim đi Đức Anh ơi. Thế... Qua tặng này cho tóc rồi. Thế cái bánh này, cái loại này là... Gọi là... Khoan. Bánh mousse hả? Mousse hả? Chưa, biết rồi. Nhưng mà chưa, chưa bán. À. Lý Đồng cũng biết. Đấy. Chưa bán bóc ra rồi. Cái này nhanh lắm. Nhanh quá là không được về đâu. Nó phải chầm. Ngon như này. Ngon như này, đúng rồi. Biết là ngon rồi. Nhưng mà cứ từ từ thôi. Hết rồi hả? À sao mọi người, 5 đúng không? 5 đấy, hết rồi. Hết rồi đúng không? Cái loại này hết rồi đúng không? Đây có... Rồi, lên loại to. Lên loại to. Rồi, lên loại to này hết. Lên loại to để chú Linh nào từ từ nào, để chú Linh. Rồi, tí nữa sẽ có cho lôi để review đúng không? Ok. Đây, mơ dẻo dừa non. Mơ dẻo dừa non. Lên loại nào em ơi? Cứ lên từng loại một cho mọi người nhá. Hoặc không thì mọi người vào chọn lên vị nhá. Bù đi. Mọi người vào chọn vị nhá. Có xịt cái gì? Moshi. Lên moshi khỏi môn đi anh. Đi ạ. À. Đây nó có rất là nhiều loại vị mochi. Rồi là vị khoai mơ môn. Dẻo dừa non. Đấy mơ rất là nhiều. Non này. Lên 5.000 suất này. Dừa nữa. Lên đúng 5.000 suất này. 5.000 suất nhá. 5.000 suất. Rồi. Ghim đi em ơi, ghim đi. Mọi người thích vị gì thì mọi người vào trong chọn nhá. 5.000 còn... Mọi người vào trong giỏ hàng để chọn nhá. Vị thập cẩm hay là vị mochi, vị mơ dẻo dừa non hay gì đấy thì mọi người vào từ chọn nhá. Vào từ chọn mọi người nhá. 5.000 suất. Lên rồi mọi người ơi, 5.000 suất đấy, 5.000 suất đấy. Lên rồi. Không ít đâu, quả này hết nữa thì đúng thật là không có nữa này. Vị thập cẩm này, vị thập cẩm này. Đã mua mà. Cảm ơn. À thập cẩm này. Hết rồi hả? Hết rồi hả? Hả? Đây là vị loại ngon này. Gì cơ? Hết rồi. Vị loại ngon này. Hả? Tất nhiên. Sao mà lại hết rồi hả? Nhanh quá hề. Đấy. Hết rồi. Cái thứ khi nào hả? Rồi ngó lên mà phải mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. 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 Thế cái là nó khủng khiếp như này, mình cũng không ngờ là nó khủng khiếp như thế này. Nó quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp luôn. Chưa kịp mua. Chưa kịp ăn, chưa kịp review gì cả. Đúng rồi. Ăn không? Cái đeo ăn hết chưa? Hết. Ăn hết chưa? Chưa ăn hết thì chưa. Ăn hết đi. Rồi. Ồ, ngon. Lươi ăn gãy răng ấy. À, lươi ăn gãy răng ạ. Đúng chứ có. Bán hàng ăn gãy răng. Không gãy răng nha. Xong rồi. Thôi nè, bán hàm mà nói ăn gãy răng đó. Thêm đi. Đấy thôi. Có thôi, nhân tiện đây thì lên luôn nhỉ. Lên luôn Đức Anh nhỉ. Lên té cho mọi người mua đi, đứng phải chờ. Không cần phải chờ đâu. Chờ đợi làm gì? Lên luôn em ơi, lên luôn 5.000 đi, cho hết đi. 5.000 cuối cùng. 5.000 cuối cùng nha mọi người ơi. Đấy, thêm. À thôi tí nữa lên. 5.000. Thêm đi anh. Chờ đi. Khoan. Ý là bây giờ phải chờ một tí để xem ở trong kho còn bao nhiêu thì lên cho mọi người sau. Chứ bây giờ lên luôn này, mai lấy đâu ra và ship cho mọi người. Mai lấy đâu ra và ship. Mình đùa đấy. Chờ một tí để xem xét ở kho số lượng còn bao nhiêu. Đấy.
số lượng còn bao nhiêu và trưởng có thể làm trong ngày được không? Đấy, có thể làm được thêm một ít nữa không? Chứ bây giờ mà lỡ may mà trưởng mà không làm kịp chết, không có hàng ship là mình cũng bị nhiều lỗi ở TikTok ấy. Đấy. Đúng rồi. Rồi, khô bò nhá. Lấy khô bò. Khô bò. Lấy. Để cho Lôi lấy đi. Lấy đồ đó đi, nói đi. Rồi. Nói nhiều không? Thông tin không có nhân một chỉ á. Rồi, có. Lấy 500 gram nữa. Có, chờ một tí. Hẹn mọi người tầm bao nhiêu phút nữa có em được cây ơi. Cây ơi. Khô bò nhá mọi người. Em nói đi, tầm bao nhiêu phút nữa là có khô có tiếp. Mười lấy được à. Khô bò nhá mọi người ơi. Mới lên được 10 giờ mọi người ạ, 10 giờ. 10 giờ nha mọi người, 10 giờ mình set cho mọi người tầm 6.000 bánh nữa. Đâu hả? Đâu rồi nha cả nhà mình. Nếu ai mà bận công việc gì thì có thể là mọi người cứ làm đi. Cứ làm đi. Làm hết. Đúng rồi. Làm hết cơ, kiếm tiền về 5 luôn. Từ từ. Bây giờ nha, mọi người có công việc gì mọi người cứ đi làm đi. 10 giờ tối quay lại đây lên cho mọi người 6.000 bánh nữa, ok chưa? Rồi nè. Rồi bây giờ này đây, khô bò mọi người này, đấy chưa kịp ăn chưa kịp bán hết rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, bánh nói chung là cũng rất là ngon mà làm ấy thì nó rất là chuẩn, từng hộp này đến bao bì này, và thứ nhất nữa đó là không chất bảo quản hay gì, nói chung là làm bằng thủ công hết, bánh rất ăn rất là ngon luôn. Quá đẳng cấp luôn. Máy đi, máy đi, máy đi, máy đi, máy đi. Đây, bánh bây giờ có lại em. Đấy, sơ. Rồi, bán đi, bán cái khô bò này đi. Rồi, khô bò đấy. Mọi người khô bò ngon nha. Khô bò nhá. Đấy, giờ bắt đầu này, thằng nào nói nhiều thằng ấy được về này. Mọi người lên luôn đi anh. Lên khô bò luôn nhá, mọi người lên khô bò cực kỳ ngon. Táo chưa lên nhá mọi người ơi. Táo lên. Khô xôi đi xôi. Táo 21 giờ. À táo 21 giờ. 21 giờ nha mọi người, 21 rồi. Bán một đồ bán phim không táo 21 giờ rồi. 1.000 chút giá này, giá hà hộp 250 gram, giá này biết là 253k mà bây giờ chỉ còn 160k thôi, còn 500 gram như này giá niêm yết là 498 mà nay còn bao nhiêu ạ? 310. Cái này là khô bò miếng thì nó sẽ có cái vị nó hơi ngọt ngọt một xíu. Đấy, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Ok cho mọi người nhá. Những ai mà không thích ngọt ngọt ấy thì mọi người lấy cho mình cái khô bò sưởi của bà Liễu nhá. Đúng rồi. Có nạc chanh vào không? Hiện tại là không, chưa có chanh. Thì mọi người những ai mà thích ăn chanh thì có thể nặn chanh, nhưng ai không thích ăn chanh thì không nặn chanh nhá. Rồi, thêm bánh. Thêm 20 giờ nhá, 22 giờ. 22 giờ là sẽ có bánh, 6.000 bánh tiếp. Vừa nãy là hết 5.000 bánh rồi, chưa đầy 1 phút. Chưa đầy 1 phút nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, giờ lên đồ bán đi. Rồi, lên cầm đi, cầm nó bán đi. Rồi, cầm bán đi. Đây.